Trời ơi, Hoan là Hoan đi đâu thế? Em mang điện thoại cho anh. Mang điện thoại đi cho anh nhá. Vâng. Ôi ôi. Anh từ từ Hoan nhá, không phải anh vội đâu nhá. Hoan là lấy thêm là ba cái quần đi nhá. Này xem là được 1 triệu cho cô, để đi thử một lần nào. À, 800 thì từ từ, 800 thì một tí nữa để cho Hoan mua một đôi giày thể dục đi. Nhưng mà Hoan phải bỏ cái áo ở kia ra thử khoác vào xem nào. Nào, từ từ. Hoan bỏ cái áo đỏ như nào. Nào, để nhìn thế này xem nào. Đấy, thế là hợp rồi đúng không? Được rồi đúng không? Đấy, mai là có thêm là mấy cái bộ quần áo đi học đấy. Đây, cháu gửi tiền cô này. Đây, 8. Cô bù lại cháu thêm 100. Đấy. Ưng chưa Hoan? Dư là 30.000 thì gửi cho Hoan để Hoan đi vào trường mua thêm cái gì nhá. Này. Đấy. Cháu Đức đang lên trên nhà của Hoan lấy một ít đồ thì bắt gặp em Hoan là không biết là đang đi đâu các bác ạ. Cháu Đức sẽ dừng và ghi hình xem là hỏi em Hoan là đang đi đâu. Thôi, anh chào Hoan nhá. Rồi. Anh đeo cho Hoan một cái mic nhá. Rồi. Nào Hoan gửi một lời chào tới các bạn nào. Cô chào các ông bà các chú ạ. Rồi, hey, Hoan là Hoan đi đâu thế? Em mang điện thoại cho anh. Mang điện thoại đi cho anh nhá. Vâng. Ôi ôi, có biết nhà anh không mà đem điện thoại đi cho anh? Có ạ. Có á? Vâng. À, trước thì cháu Lực có đưa em Hoan đi chơi, thành ra là Hoan là biết nhà cháu Lực có bác ạ. Và cháu Lực cũng xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, vừa rồi cháu Lực đang di chuyển từ nhà của cháu Lực là sang nhà của em Hoan. Thì đến cái đoạn này thì cũng dừng nghỉ ngơi một chút. Thì bắt gặp là em Hoan là từ trên này xuống, từ trên này, từ đoạn này đi xuống nhà Hoan thì một cái đoạn đường mà khá là xa của bác ạ. Hầu như là một nửa đường là đi vào tới nhà của cháu Lực rồi. Thế là hôm nọ là anh điện thoại quên nhà Hoan là anh gọi cho Hoan là anh khác về lấy mà Hoan sao lại, tại sao lại cầm xuống cho anh. Cũng ngày mai em cũng đi học về nên em sợ mất anh mang đến cho anh ạ. À, thế là ngày mai là Hoan là đi học rồi đúng không? Vâng. Thế là xong là cầm điện thoại lên cho anh à? Vâng. À, thế điện thoại của Hoan đâu? Tại của em ở đây. À, điện thoại Hoan ở đây à? Vâng. Thế mà mai mà cầm vào trong lớp trong trường thì cẩn thận nhá. Vâng. Nhưng mà cầm vào trong trường thì có sợ bị mất không? Vâng. Hả? À? Có. Sợ bị mất á? Vâng. Thế thì phải cầm cẩn thận nhá. Vâng. Rồi. Thế thì nào, đưa điện thoại cho anh nào. Thoại của cháu Lực thì có vẻ như là hết pin rồi các bác ạ. Thành ra là gọi là không có nghe nữa. À, buổi sáng nay là từ từ nhà ra là mấy giờ? Từ ra từ nhà mà chuẩn bị đi nhà anh là mấy giờ, có biết, có xem đồng hồ không? Không ạ. Không á? Vâng. À, từ trên kia xuống thì là đâu đó là đi tầm độ là 20 cây số của bác ạ. Từ nhà Hoan đi vào nhà của cháu Lực thì rơi vào tầm độ là hơn 35 cây. Đấy thì Hoan đã đi được 25 cây rồi. Còn là 20 cây nữa. Thế là định là đi bộ là đang sang tận nhà anh à? Vâng. Hôm qua anh điện cho Hoan thì bảo là Hoan cứ cầm điện thoại cho anh đi. Thì Hoan thì có cái suy nghĩ rằng là mai đi học. Thành ra là em mới sợ. Sợ là làm mất đấy các bác. Thành ra là em ấy hôm nay là đi bộ cầm sang cho cháu Lực luôn. Đấy và tiện thể là hôm nay là cháu Lực đi vào thì cũng có nhận được thêm một cái phần quà của một bác là dành cho Hoan nhá. Vâng. Đấy thì từ đây thì đi xuống xá có xa không? Có. Vẫn xa à? Vâng. Thế là từ trên nhà xuống là ăn gì chưa? Chưa. Chưa ăn gì đâu à? Vâng. Thế thì bây giờ thì anh đưa Hoan là đi ăn đấy nhá. Vâng. Đi ăn ở trên này có cơm không hay là có phở? Có phở. Có phở thôi à? Vâng. Thế Hoan có muốn ăn phở không? Có. Có à? Anh đưa Hoan đi ăn phở nhá. Vâng. Rồi, đây và ở đầu video thì cháu xin được phép là nói qua một chút cô bác nhé.
Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một phần quà là của bác Thảo Đỗ. Bác có gửi cho cháu Lực là 2 triệu là 500 ngàn. Và trong đó thì bác có cho cháu Lực là 500 ngàn là mà kinh phí đổ xăng đi lại. Còn 1 triệu thì cho em Hoan để mà mua quần áo. Và còn 1 triệu thì sẽ để cho bố mẹ con, cho ba anh em là mua quần áo. Thế thì hôm nay là tiện thể là đi ra nhà Hoan. Thì bây giờ thì anh sẽ đưa Hoan là đi ăn phở đấy nhá. Wow. Rồi, bao nhiêu lâu rồi chưa được ăn phở? Em cũng không biết. Cũng không biết á? Vâng. Thế là lần gần nhất của mình là ăn phở là bao lâu? Không nhớ à? Vâng. Thế là từ rất là lâu rồi à? Vâng. Thế là cái bữa mà mình ăn phở, mình nhớ nhất là ăn phở với ai? Với bố mẹ. Ăn phở với mẹ à? Vâng. Thế là mẹ là đi được mấy năm rồi bây giờ ấy? Từ năm lớp mấy thì mẹ không ở với em nữa? Năm lớp 2. Năm lớp 2 không? Vâng. Oppo, thế là đến bây giờ là lớp lớp 6 rồi. Vâng. Đấy, thế là gần 4 năm rồi rồi. Đến cái bữa phở, cái bữa ăn phở đầu tiên của Hoan. Thế thì bây giờ thì cũng khá là đói đúng không? Vâng. Rồi, thế bây giờ là Hoan, là anh đưa Hoan là đi ăn phở nhá. Vâng. Rồi, thử để anh quay xe đã. Vâng. Thế là vừa rồi nếu mà đi không gặp anh thì đi ra tận nhà anh à? Vâng. Nào, lên xe. À, thời tiết hôm nay thì khá là nắng quá ạ, thời tiết hôm nay ấy. Thế Hoan là ngày mai là đi học rồi đúng không? Vâng. À. Thế là sáng nay khi mà đi thì đã ăn gì chưa Hoan? Chưa. Vẫn chưa ăn gì đâu à? Có vẻ nó là rất là bất ngờ khi mà hôm nay gặp em Hoan là làm cái điều này của bác ạ. Phải nếu như mà mai là Hoan không đi học ấy thì có thể là Hoan vẫn còn để điện thoại ở nhà, nhưng mà mai Hoan lại đi học rồi, là đi vào trong trường ấy, thì Hoan không dám cầm đi mà để trong nhà thì cũng sợ mất. Đi lên đường trên hay đường dưới nhỉ? Dưới. Đường dưới này đúng không? Đi ra đường kia thì đi vào xã nào có biết không? Hoan có biết là xã nào không? Tà nhiều á. À. Thế còn đi xuống đường này là xã gì? Xuống này là xã của em đang ở đúng không? Sắp đến xã chưa? Rồi à? Bây giờ chỉ anh đi vào chỗ nào ăn phở đấy nhá. Anh đưa Hoan đi ăn phở đấy nhá. Vẻ như là học sinh đang chuẩn bị đi học rồi. Cái thanh niên này chuẩn bị đi học rồi à? Ôi. Thế Hoan là có biết là quán ăn phở chỗ nào không? Dưới kia đúng không? Rồi, thế sắp đến chưa? Sắp đến rồi đúng không? Ở đâu ấy? Đây bên này đúng không? Vừa rồi đang đi đường thì bị quán này à? Hả? Ui, quán này đúng không? Rồi Hoan xuống đi. Đấy. Hoan đi vào đi. Còn phở không bà? Có à? Hoan ăn được bát bao nhiêu? Cho cháu một bát 20 đi thế. Dạ. Thế Hoan ngồi ra kia đi. Đấy. Một bát rồi, có nước gì không? À cô, chị. Có nước gì không hả chị? Không có, trong tủ này không có nước à? À, bà thì chắc là toàn để rau cỏ này thôi. Ồ, cái này là hành à bà? Đây là cho vào phở à bà? Vâng.
Vâng. Cháu ở đâu về đấy? Cháu người ở đây thôi mà, cháu người ở bên Ngạn Chiên kia. Ồ, thái được nhiều đấy bà. Thái nhiều mai ngày trừ. À, thế là đây là để dành ngày chợ à? Mai là thứ tư á? Thứ năm. À, thứ năm, thế bên này là chợ thứ năm à? Vâng. Ở đây chỉ có phở gà thôi bà nhỉ? Ừ. Hoa là ăn phở gà nhá. Rồi. Các bạn này đi bộ cũng khá là xa rồi các bác ạ. Cháu không ăn à? Cháu không ăn đâu, cháu vừa ăn no rồi bà. Này bà không dùng máy thái à? Không có. Không có á? Thế một ngày thái tầm bao nhiêu cân hành này bà? 2 cân thôi. Một ngày là 2 cân à? 2 cân là được 2 ngày. Vâng. Một ngày bà bán được tầm 100 bát phở không? Không được đâu. Không được đó. Ngày thế ngày nếu mà ngày chợ thì bà bán được tầm bao nhiêu bát phở là nhiều bà? Ngày chợ thì bán 30 cân phở và hết mấy cân. 30 cân là cũng không biết là bao nhiêu bát à bà? Vâng. Ủa đây có mang nhiều đấy bà. Ủa đây này cô bác này. Ở nhà bà đi. Cái này làm bán này là làm như nào ấy bà? Bán à? Thế là một lọ này bao tiền bà? 200. À, thế là một lọ này là sẽ là 200 ngàn này cô bác này. À, cháu Lực vừa thấy là dưới này là có thêm. Ôi, nhiều quá bà. Chỗ này là cháu Lực đếm sơ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là 15 lọ bằng ớt này cô bác này. Đây là bà tự làm hết à? Tự làm. À. Làm bằng thủ công hết đấy bà nhỉ? Vâng. Thái, cháu Lực thấy là thái những cái sợi mà rất là nhỏ này cô bác này. Đấy. Những cái sợi này là gọi là vừa ăn luôn. Có lọ nào mà nhỏ hơn không bà? Lọ nào cũng bằng nhau hết. Bằng nhau à? Thế không có loại nhỏ nhỏ như cái lọ này à? Cháu lấy một lọ à? Vâng, bán cho cháu một lọ này. Thế ra cũng được mà. Cháu lấy lọ nhỏ thôi, cháu không lấy được lọ to này đâu. Về nhà cái mang ớt này thì là về nhà ăn mì tôm thì phải nói là khá là hợp cô bác. Ôi sao cháu nhìn ảnh này quen đấy nhỉ? Cái này là cái Hường hay sao mà nhờ ba nhờ? Cái thằng này á? À, ông này là tên là Học rồi, còn bé bé này. Vâng, vâng, con tên bé là cháu. Tên là Hường đúng không? Ừ. À, thế là Hường là cháu. Hường nó gọi cháu bằng chú. Vâng. Cháu có mùi mà. Ừ. Vâng. Biết à? Vâng, cháu biết mà. Anh em, ông với Hường là bác của cháu. Vâng. Đấy, hôm nay thì lại ông Hường thì bác cháu à? Vâng. Đấy, hôm nay lại hữu duyên lại gặp là hàng xóm của bác ạ. À, nhìn vừa rồi thì nhìn ảnh này thì là mấy nhớ ra. Nhìn ảnh mới nhìn được ra. Vâng, ba cháu một cái lọ này này. Đấy, bên này thì cô ấy đang làm phở. Đến chiều này thì còn đông khách không ạ cô? Chiều á? Vâng. Vâng. Ôi ơi, đây là thảo cỏ à? Thảo quả. À, thảo quả mà cái cách mà không để cho nó bị móc hay là nó bị hỏng ấy, thì là một cách là treo ở trên những cái gác bếp này của bác này. À, rất là tốt. Bà năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Bà già rồi. 70 rồi. 70 rồi bà, nhưng mà nhìn bà vẫn còn khỏe lắm. Đây, bà lấy cho cháu một lọ này. Muốn làm đấy. Thế bà là bán phở được bao nhiêu năm rồi bà? 20 năm mới ở đây lâu rồi mà. À, thế là bà là gắn bó với nghề phở là 20 năm rồi đấy nhà bà nhờ. Vâng. À, một cái phải nói là một cái quãng đường mà khá là xa. Ăn phở xong thì anh đưa Hoan đi mua quần áo nhá. Vâng. Rồi. Mua quần áo xong là một tí nữa đưa Hoan về đấy là kịp giờ rồi. Cái này là gà ta đấy bà nhờ. À. Đấy, bây giờ thì Hoan là mời các bạn phở nhá. Rồi. Con rồi ăn đi Hoan thì chắc là khá là đói rồi các bác. Đây thì cũng như gọi là ăn trưa của Hoan luôn. Tí về đến nhà là không phải ăn nữa, chỉ cần ăn bữa tối thôi. Bỏ muối ra cho nó đơn nóng Hoan. Đấy, bật tí quạt này này. Cho đơn nóng. Bỏ muối ra đi. Đấy. Mua ra nhìn nó sáng sủa không?
Con này bao tiền đấy bà? 50.000. 50.000 à? Để tí cháu gửi tiền sau nhá. À đây, cháu gửi cho bà luôn này. Tí đi sợ quên. Đây, cháu gửi cho bà. 70.000 bà nhỉ? Cả phở nữa. Vâng, xin. Đối với Hoan thì là Hoan có nói với cháu Lực rằng có bác là từ khi mà mẹ là còn ở với Hoan là đưa đi ăn phở, là đợt đấy là nhớ, là đến là đợt đấy là điểm thời điểm hiện tại thôi. Ủa này Hoan đi dép gì đây? Nó đi dép như cái thuyền đấy nhở? Cháu Lực thì vừa mới ăn xong cho nên là không có cùng Hoan là ăn tiếp nữa. Để cho Hoan là ăn một mình đâu các bác ạ. Vâng, cháu xin bà nhé. Vâng. Có tiền 200 để không cơ. À. Anh cháu có rồi đây, cháu có rồi bà này. Vâng, tiền bà vừa đưa cho cháu mà. Ăn từ từ Hoan nhá, không phải ăn vội đâu nhá. Cháu ăn một bát xem có ngon không? Cháu vừa ăn xong ấy bà. Ăn ở đâu? Cháu ăn ở nhà xong mới sao rồi. Này em à? Dạ. Cũng gọi là em bà. Không biết là bà có biết ra em này không? Không biết. Em này ở trên tả nhiều ở trên vai lùng này mà. Thế bảo là bố thì mất lâu rồi. Mẹ thì đi lấy chồng mới. Nó ở một mình à bà? Ở một mình à? Vâng. Cháu làm YouTube thiền nguyện này. Cháu ra quay cuộc sống hoàn cảnh của Hoan này. Hoan thì ăn sắp hết chưa? Rồi à. Vậy bây giờ thì sẽ để cho Hoan ăn một chút cô bác. Cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa, để một tí nữa đi xuống dưới mua quần áo thì cháu Lực sẽ mua và ghi hình cho em Hoan sau. Hôm nay thì phải nói là lúc đầu thì là định lên trên tận nhà em Hoan là để mà phải chứ mấy cứ đắng nụ đỏ đắng bông chờ bà lấy điện thoại ấy, nhưng mà Hoan là đi được một nửa đường rồi cô bác, một cái quãng đường mà phải nói là khá là xa. Tuy nhiên thì hôm nay cháu Lực vào thì cũng có một phần quà của bà, của bác Thảo Đố, là bác ấy gửi cho em Hoan. Thì một tí nữa cháu Lực sẽ cùng em Hoan là đi nhận cái phần quà của bác Thảo Đố của bác nhé. Hoan là ăn hết chưa? Có ăn thêm không hả Hoan? Không ăn thêm nữa à? No chưa? Thật chưa? Không, mà một tí nữa lại đói nhá. Eo ba răng điện thoại thì là giống kênh là giống bản em. Bà giống bản em bà. Bản em ta. Ừ bà. Nước một tháng mới sắp bật rồi. Là găm. Cái lao nạp pi lên. Nó khảo trái ổng. Ồ. Cái thằng chán được thằng lấy quá nữa. Đi mì, ý mì lại quân à, bây giờ mì quân tộc. Hoan là ăn xong chưa? Rồi. Ê, uống nước không? Ra kia ấy nước xúc miệng xong à. Anh em mình đi xuống dưới đi xem quần áo đi. Ăn đưa lên mi bộ tầm đưa nó cái nó này à? Bộ cái nó 30 phần toàn tôi bong bó tôi làm eo vụ bày sóc. Đấy. Vừa rồi thì ra là quán bà thì thấy là lọ măng ớt này khá là ngon các bác. Nếu như các bác nào có muốn ăn măng ớt ấy, thì các bác có thể điện cho cháu Lực để mà cháu Lực gửi cho các bác. Gạo này kia thì cháu cũng mua rồi, hôm nay bảo là đi mua quần áo cho em ấy để đi học. Vâng, thế cháu cảm ơn bà nhá. Cháu gửi tiền rồi bà nhỉ? Tầm ba hả? Bà. Bà. Đây là bạn học cùng lớp à? Sao
Có phải không? Thế em hay là anh? Anh. Anh là? Bé hơn. Bé hơn à? Thế học lớp mấy rồi? Bây giờ lên lớp 7. Lên lớp 7 rồi à? Ôi rồi, lên lớp 7 mà nhỏ hơn cả Hoan này. Nhờ? Hoan thì có vẻ như là lớn hơn mấy bạn này một chút cô bác. Thời tiết phải nói là hôm nay khá là nắng nóng cô bác ạ, thời tiết đấy. Thời tiết là nắng nóng như này thì ở phía nhà của hai ông cháu bên kia thì sẽ cái tiến độ làm nhà này nó sẽ được nhanh hơn cô bác. Quan là có biết là quần áo là ở đâu không? Ở đây đúng không? Ờ. Đây là quần. Không phải nào? Đấy, thế là bây giờ là đưa Hoan vào đây mua quần áo nhá. Ở đây không biết là có quần áo con trai không nhỉ? Hãy cho Hoan là đi vào đây chọn đi. Ở đây có giày không? Không có. Không có, chỉ có áo đây à? Hoan là thích mặc quần bò hay là mặc quần vải? Quần vải à? Thế Hoan tìm đi. Đây. Đây, quần vải ở đâu đấy hả em gái? Đúng rồi, quần vải của em này đấy. Đâu cô? Đấy, một tí là đây có chỗ thử quần áo không cô? Có đầy đủ hết đúng không? Thử lên luôn con ơi. Không, bây giờ từ từ á, đây để chọn thêm cả áo nữa. Xong rồi đi thử một lần luôn. Đây. Vâng, cô cháu. Bộ này là bao tiền đấy cô? Quần này là bao tiền? Cái quần này là 120. Cái áo này 90. Vâng. Thế thì tắt nhạc cho anh nhờ một tí nhá. Hoan là lấy thêm là 3 cái quần đi nhá. À. Lấy 3 cái quần xong là một tí nữa lấy thêm là cả áo dài tay này nữa. Đây có quần thô này đẹp này. Tính loại quần này không? Đi học có. Đấy, một đấy, một. Hoan là phải nói to lên nhá. Một đẹp. Đấy. Đấy, thêm thêm cái quần bò không? Lấy quần bò không? Bây giờ thì ướm ướm rồi, một tí nữa đi xuống cái kia thử sau. Lấy thêm quần bò nhá. Quần bò áo dài tay. Đã có áo dài tay một tí. Xem nào, chọn là thêm. Đây, cháu ở đây chọn nào. Cái quần áo ở nhà thì có quần áo quần dài nhiều không? Hà Hoan? Không à? Rồi thế thì chọn thêm một cái quần bò đi. Quần bò cái nào để mà đi học nó không có khóa nào, nó không có cái một tí sách nào cô nhá. Ui, cái này có vẻ long loang ấy nhỉ? Long loang à, thế thì màu đen hết đi. Nhưng mà căn bản là Hoan thích cái nào thì lấy cái đấy Hoan nhá. Thích cái nào? Cái này vừa rồi có hai mấy rồi mà cái này mà còn co lên nhiều lắm. Mặc cái này còn co lên nhiều. Cái này có 28. Thế Hoan là ngày mai là đi học rồi đúng không? Đấy ra đây quần xong hết rồi đúng không? Đấy ra bên này, đây ra bên kia cho cô chỉ áo xong là Hoan thích cái nào thì bảo cô lấy cái đấy cho. Thế mà chọn áo trắng trắng một tí Hoan ạ. Cô có cân đối cho cháu mua quần áo độ tầm 1 triệu quay đầu thôi nhá. Vâng. Đấy. Tại vì là có một bác gửi cho Hoan là 1 triệu thôi. Ôi giời, áo đây nhìn hoa hòe đấy, áo trắng đi cô. Đi học mà. Áo trắng có áo trắng nhưng mà kiểu đây những cái áo này này. À bên này này đây này Hoan. Hoan là phải chọn đi chứ. Tí để anh chọn thì lại không theo sở thích của Hoan rồi. Ôi, mấy bạn kia né đâu ấy? Quay video tí mà chạy ấy nhỉ? Đấy, tầm này. Bây giờ Hoan thử đi thử thế nào? Này, xem là được 1 triệu chưa cô? Để đi thử một lần nào. Ở trên xá này thì có mỗi nhà cô là bán quần áo thôi à? Là
100 nó lấy bộ bộ. À 800 thì từ từ 800 thì một tí nữa để cho Hoan mua một đôi giày thể dục đi. Được. Ừ, tí gửi cho Hoan để mua giày thể dục. Hoan thử đi thử một bộ thôi nào. Đấy đi thử hết xem là vừa không. Hãy đứng ở đấy thử cũng được này. Đây để cho em Hoan là thử quần áo thêm một chút đã cô bác. Ở đây nhà ai bán giày ấy, cô? Bên nhà bên này này. Bên trên này à? Trên này bán giày à? Có vẻ như là học sinh là chuẩn bị là đi học với cô bác. Có rất là nhiều những cái các bạn nhỏ này. Vừa chưa à? À thế quần như nào? Thử mặc thử quần như nào? Thử cả ba cái quần đi, bỏ cái quần kia ra. Ba bạn này thì có vẻ là khá là ngại. Cứ mỗi lần mà quay vào. À Hoan thì có ba lô đúng không Hoan? Có ba lô chưa? À ba lô thì là hôm qua hôm kia là anh mua cho rồi đúng không? Không thì ba lô trên này không có này. Ôi giả. Nhưng mà Hoan phải bỏ cái áo ở kia ra thử khoác vào xem nào. Nào, từ Hoan bỏ cái áo đỏ xem nào. Bỏ hẳn cái áo đỏ xem nào. Sao mai phải kết hợp cái quần này phải mặc áo phông. Mặc áo phông này này. Một tí nữa cô thử kết hợp cho em xem nào. Cho để cháu quay video cho xem là có đẹp không. Cô là người ở trên này luôn chứ cô? Chị thôi, kết cô chị mấy ấy. Cháu hai cấp mấy thôi mà. À, có vẻ như là thường thường là trên kênh là toàn là xưng cháu là nhiều. Thì ra là bây giờ đi đâu cũng toàn là xưng cô bác ạ. Đấy, xem nào. Đấy, thấy đẹp chưa? Đấy. Nào, để nhìn thế này xem nào. Đấy, thế là hợp rồi đúng không? Được rồi đúng không? Đấy, mai có thêm là mấy cái bộ quần áo đi học đấy. Quần vải này thì đã vừa chưa hả cô? Quần vải này lúc này thử vừa rồi. Vừa đúng không? Cái áo này cũng vừa rồi. Cái quần bò này mặc quần vải với cái áo sơ mi. Còn những cái quần bom bom này phải mặc áo phông này nó mới đẹp được. Còn quần bò này thì Kết hợp với bộ nào đây? Kết hợp mà chưa có cái áo nào. Thôi chắc là để em ấy kết hợp với lại thêm là một số cái của các bác gửi cho. Đấy, đấy đúng rồi. Rồi còn dư ra thì để mua giày. Thử con bò em nào. Đấy, Hoan thì là phải nói là em ấy ở trên nhà các bác hầu như là không có nói chuyện với ai, thành ra là khi mà đi xuống xá này em cũng ít nói chuyện. Mua như Hoa này thì là mua quần áo thì mua cho nó rộng ra một chút cô bác ạ, để năm sau thì nếu mà không rách còn có thể là mặc vừa. Vẫn mặc vừa thoải mái đấy. Vừa đúng không? Lấy thêm một cái thắt lưng nữa, thắt lưng có 30.000. Thế cô lấy cho một cái thắt lưng hôm trước là ở nhà có không nhỉ? À thắt lưng ở nhà có rồi. Thắt lưng là ở nhà có rồi thì nhà là không phải mua nữa. Đấy, cũng được là một số bác là gửi cho Hoan là rất là nhiều quần áo của bác. Đấy nhưng mà tuy nhiên thì là cái phần quà này là cái phần quà của bác Thảo Đố là dành tặng tới cho em Hoan. Của cháu là bao nhiêu tiền thôi? Cô tính cho cháu bất một tí nhá. Đấy. Ô nhà cô là bán cả sơn à cô? À. Ồ, nhiều sơn quá đây. Có vẻ như là chắc là nhà cô là nhà phân phối sơn đấy nhỉ? Trên này thì có vẻ 830 đi. 830 hay 800 à? Xem có đủ tiền không đó. Khi mà không đủ này. 830 là 800 là bớt là 30.000 đúng không?
Bớt 30.000 là bạc, nhưng cái con này cũng bớt hết rồi mà. Vâng, đấy là bớt hết rồi đúng không? Đúng, hoàn cảnh không bao giờ lấy gì đấy. Tức là mỗi cái là thật sự ra thì mỗi cái cũng chỉ bớt được tầm độ 5 đến là 10 nghìn thôi bác. Cũng không thể bớt được nhiều quá, tại vì là thì, các cô thì... Cái này là chủ yếu là bán cho bà con ấy. Vâng. Cho bà con thì mình cũng hiểu bà con như thế nào. Vâng. Đấy, bây giờ thì 800 bài, 800 là còn dư là 200 nghìn. Thì sẽ để lên trên là tìm cho Hoan là một đôi giày nữa. Đây, cháu gửi tiền cô này. Đây, 8. Cô bù lại cháu thêm 100. Đây. Ưng chưa Hoan? Ưng chưa? Rồi, thì nói to thế nào? Mặc cái bộ này luôn nhá. Xong rồi tí nó bỏ sâu nhỉ? Rồi. Từ từ, cài cái mic cho anh tí lên rơi. Rồi, bây giờ thì để cho cô đã để quần áo và túi bóng đã. Hay là cái áo này cất đi thì mai đi học rồi mặc sau. Có thích mặc luôn không? Có thì mặc luôn. À, có thắt lưng ở đây. À. Bán giày là ở tận đâu cô? Đây cái quán Minh Tài, cái quán Bắc Xanh Xanh đó. Xanh nhỉ? Đây là cô gái, con gái nhà cô à? Không, ừ, cháu gái. Cháu gái thôi á? Năm nay đi học lớp 10 chưa? 12 rồi. 12 rồi à? Đây thì chị hỗ trợ cắt cái này luôn mai. Cô đấy, cô cắt cho cháu như cái này hết luôn đi. Đây mai cháu nó đi không biết cắt rồi hỏng hết. Cắt xong là không đổi được nữa rồi nhỉ? Cắt xong là không đổi được bây giờ rồi. Nào, đây Hoan. Hoan cài cho anh cái mic đi. Ok, có lấy quần xịt không? Biết mặc quần xịt chưa? Chưa biết mặc à? Đôi lúc thì nói hỏi thẳng một chút cô bác ạ. Bây giờ thì Hoan là xách quần áo đi. Anh em mình đi lên trên xem giày đi. Giày cái quán Bạt Xanh Xanh bên tay phải, bên trái. À, thế đây thôi á, đi bộ đây đi được không nhỉ? Ờ đấy, đi bộ Bạt Xanh Xanh đấy, treo xong xong. À, đi, thì anh với Hoan là đi bộ đi. Cháu gửi xe đây một tí nhá. Đi quần áo. Đây cầm đi luôn. Thì cầm đi luôn, quần áo ấy. Tí Hoan là đi đường trên luôn. Kia là có phải là bạn cùng lớp không? Hả? À, bên kia là các anh à? À đấy, à, có vẻ như là mấy cái bạn xa xa thì hầu như là hôm nay đã đi rồi. Thế bảo quán nào có giày ấy? À thế đi, đi vào đây. Đấy. Đây đúng không? Đó. Quán bên này đúng không? Dạ. Ôi, quán này thì có vẻ như là cũng khá là nhiều đồ nhưng mà mới tội là không có quần áo. Đây có giày không chú ơi? Có giày không? Đây, đi vào bên. Xem đã mới biết được. Đây, có thể là chắc là đi giày thể dục thôi Hoan nhỉ? Ôi, đây này. À đây là toàn dép thôi. Cái giày này là giày thể thao thôi nhỉ? Lấy giày thể thao hay giày ấy? Nhưng mà lấy giày thể dục cho cháu đi. Giày đá bóng, giày thể thao hay? Vâng. Cái giày thể dục ấy. Đâu chú? Ơi. Hả? Nào Hoan này ra đây xem nào. Này. Đấy. Hoan thử xem nào. Đấy bỏ dép ra xem thử xem nào. Đấy ngồi kia. Xem là có vừa không. Ngồi xuống Hoan, ngồi ra kia. Hoan ngồi ra kia Hoan. Ngồi ra kia, đấy. Ngồi cầu thang đấy. Đấy, đây có ghế đây này, ấy xả Hoan không ngồi đấy, ngồi cho. To không? Không. Vừa luôn à? Vâng. Xem nào, thử nó cả đôi, cả dây xem nào. Đây là phải đi theo tất. Giày này bao tiền đấy à anh ơi? Đây, vừa rồi thì ở đây là túi quần áo của Hoan các bác. Mua từ nay hết là 800 nghìn rồi. Còn dư 200 nghìn nữa thì sẽ để mua giày cho Hoan. Vừa chưa? Dạ. Vừa đúng không? Dạ. Rồi từ từ lấy chú ra. Lấy chú ra xem là bao nhiêu tiền đó.
Đây thì còn thêm là một số mẫu khác các bác ạ. Hoan là thích loại màu đen hay thích loại màu trắng đây? Trắng. Màu trắng đây đúng không? Chú ơi, giày này bao tiền đây? Chú ấy đang bận ở trên kia một chút các bác. Đợi chú về đó. Đây thì có rất là nhiều những cái mẫu giày nhựa, nhưng mà đi những loại này thì phải nói là rất là trơn. Ở đây là có cả giày thể thao nữa. Ôi. Chú ơi, xong chưa? Sáu bao tiền này, giày ơi. Đây, được đuôi đấy, được đuôi màu trắng đấy. Đuôi bao tiền chú? 130. 130 à? 130, bất cháu 10.000 lấy trên đuôi tất nữa. Không, cái này không bắt được, mình lấy đấy mà bán đây là 150 ấy. À, đây là bán là 150 à? Thế thì chú nói giá 150 nữa. Đấy thì chú lấy cho tất với. Tất đâu chú? Đấy, Hoan đi ra kia lấy tất đi, xem tất đi. Tất là lấy độ tầm 4-5 đôi vào Hoan ạ. 10.000 là đôi 10. Kia là 130 rồi, lấy cháu 5 đôi tất nữa. 140. Lấy cháu thêm 3 đôi tất nữa, cho nó 4 đôi tất đi. Thế còn thay nhau mà đeo. Tất này thì bao giờ đi thể dục Hoan à? Rồi, vừa rồi thì Hoan đã chọn được là giày, quần áo thì cũng vừa mua xong rồi. Chọn thêm tất rồi thì là xong rồi. Mấy đôi nữa? Thêm lấy 4 đôi mà. Chú ở đấy là bao nhiêu đôi rồi? Này là bao nhiêu đôi rồi? Lấy thêm một đôi nữa là 4 đôi. Là giày là 130 đúng không? Đây là tất này là 10.000 đôi à? Ừ. Ôi à. 134 170, dư 30.000 thì tí nữa gửi cho Hoan nữa. Thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã mua đầy đủ cái số đồ cũng như là cái phần tiền của bác Thảo Đố là dành tặng cho em Hoan rồi. Ở đây thì gồm là áo này, thêm là cả giày nữa, cả tất này. Thì cái số tiền mà bác Thảo Đố gửi cho Lực là 1 triệu thì còn dư là 30.000 thì gửi cho Hoan để Hoan đi vào trường mua thêm cái gì nhá. Dạ. Này. Đấy. Để cho Hoan đi vào trường mua cái gì nhá. Dạ. Đấy, vì bây giờ Hoan thì gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đố nhé. Vâng. Rồi. Con cảm ơn bác Thảo Đố đã cho con quả. Con chúc bác ông Thảo Đố có thêm nhiều sức khỏe và thêm nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Rồi, lần sau anh dặn Hoan thêm một tí nữa nhé. Vâng. Lần sau khi mà Hoan nói chuyện nên là Hoan phải nhìn thẳng vào anh nhé. Vâng. Rồi. Đấy thì bây giờ có đồ đạc vào trong này hết đi nhá. Vâng. Đấy, cháu Lực cũng xin thay mặt là em Hoan gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đố. Chúc bác cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn cái phần quà của bác gửi cho em Hoan rất là tuyệt vời. Thế còn lời cuối cùng thì chắc là cháu Lực cũng xin được là gửi một lời chào tạm biệt tới các bác thôi các bác. Và rất là mong các bác sẽ theo dõi hết video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sau tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Con chào các ông bà các cô chú ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc
những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.